Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đường Hai Chiều. Vừa xong thì Honda Việt Nam vừa mới công bố chiếc Honda SH350i thế hệ mới với một cái mức giá có thể nói là cực kỳ hấp dẫn. Trước đây nếu như mà chúng ta muốn mua một chiếc Honda SH300i thế hệ cũ thì sẽ phải mua với mức giá khoảng gần 300 triệu đồng, tương đương với một chiếc xe khoảng tầm 600 phân khối. Thế nhưng mà bây giờ thì mình cũng chia sẻ luôn với cả các bạn mức giá mà Honda công bố cho chiếc Honda SH350i. Đấy chính là từ 145 đến 147 triệu đồng. Một mức giá nghe rất là lọt tai đúng không ạ? Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là chiếc xe này thì nó sẽ có những cái gì nhá. Bắt đầu thôi. Với sự ra mắt của SH350i đến từ Honda và cái mức giá nghe rất là lọt tai như vậy thì nó đè nặng lên những cái đối thủ cùng phân khúc tại Việt Nam bây giờ. Và trực tiếp thì có thể nói đến chiếc Vespa 300. Với 150 triệu thì chúng ta sẽ được cái gì? Đầu tiên chúng ta sẽ phải nói đến ngoại hình. Nếu như mà các bạn xem qua những cái hình ảnh của chiếc Honda SH350 thì chúng ta có thể thấy là về cái mặt thiết kế, về cái ngôn ngữ thiết kế, nó sẽ không có nhiều điểm khác biệt lắm so với cả những cái phiên bản SH125 hay là SH150 hiện đang bán ở thị trường bây giờ. Chỉ có một số những cái chi tiết nho nhỏ được thay đổi mà thôi. Để nói về mặt thẩm mỹ thì có lẽ là cái này tùy vào mắt nhìn của mỗi người thôi. Với những ai mà thấy những cái chiếc SH125 hay là 150 ở thế hệ hiện tại đẹp thì mình tin là sẽ thấy cái chiếc SH350 này đẹp. Thế nhưng mà với những ai mà cảm thấy vẫn chưa vừa mắt lắm với cái thiết kế hiện tại của SH thì mình nghĩ là cũng sẽ không cảm được cái thiết kế của SH350 thế hệ mới đâu. Nói về mặt trang bị và công nghệ ở trên xe thì có lẽ là chiếc SH350 cũng sẽ sở hữu những cái trang bị và công nghệ phần nào là quen thuộc đối với cả thị trường Việt Nam rồi. Chúng ta sẽ có ABS 2 kênh rất quen thuộc ở trên những dòng xe SH. Chúng ta sẽ có một cái phần màn hình LCD giống như là ở trên SH125 và SH150. Và mới nhất đó chính là công nghệ kiểm soát lực kéo HSTC của Honda. Cái này thì cũng đã xuất hiện ở trên SH150 ở phiên bản cao cấp nhất. Hệ thống khung của SH350 thế hệ mới cũng là một cái điểm cải tiến khi mà nó được sử dụng một cái công nghệ dập khuôn mới cũng như là sử dụng chất liệu mới. Và điều này thì nó sẽ giúp cho là cái phần khung của SH350 nó sẽ nhẹ hơn so với cả SH300 thế hệ trước. Tuy nhiên thì với một cái khối động cơ lớn hơn thì Honda đã có thể làm cho chiếc SH350 có một cái trọng lượng tổng thể của chiếc xe tương đương với cả chiếc SH300 trước đây. Tuy nhiên thì cái điểm khác biệt nổi bật nhất mà mình muốn nhắc đến ở chiếc xe SH350 thế hệ mới đó chính là về khối động cơ. Khối động cơ được trang bị ở trên xe thì nó là khối động cơ ESP cộng và nó được nâng cái dung tích xi lanh lên là khoảng tầm 329 phân khối. Và đi cùng với đó là rất nhiều những cái cải tiến đáng kể. Đầu tiên chúng ta có thể nhắc đến với hệ thống tăng cam thủy lực của cái khối động cơ mới này. Chúng ta sẽ có một cái phần trục khuỷu nhẹ hơn 10% so với cả trục khuỷu cũ. Ngoài ra thì Honda họ cũng đã làm tăng kích thước lên của cái van nạp cũng như là cái họng ga. Rồi chúng ta sẽ còn có những cái chi tiết ví dụ như là một cái đai mới, rồi chúng ta sẽ có một cái bơm dầu mới, xi lanh đặt offset, vân 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 vân. Và những cái cải tiến như vậy thì nó sẽ giúp cho cái chiếc Honda SH350 mới này nó tăng được khoảng gần 4 mã lực so với cả thế hệ cũ. Cũng như là cái mô men xoắn sẽ được cải thiện ở những cái nước ga đầu tiên, những cái giải phóng tua sớm. Mình rất là mong để đến cái thời điểm mà chúng ta hết giãn cách có thể cầm lái test ride cái chiếc Honda SH350 mới này. Nhưng mà qua những cái con số này thì mình có thể là phần nào khẳng định cho các bạn chắc chắn SH350 sẽ chạy hay hơn và vui vẻ hơn so với cả SH300 rất nhiều. Có một cái điểm chi tiết nhỏ nữa mà mình cũng cảm thấy rất là thích ở trên SH350 so với cả SH125 hay là SH150 ở thế hệ hiện tại. Cái này nó không phải là cái gì cao siêu đâu, mà nó chính là vị trí để đặt nắp bình xăng. Ở trên SH350i thì chúng ta sẽ có vị trí đặt nắp bình xăng là ở dưới phía yên xe, giống như là những cái chiếc SH truyền thống trước đây, thay vì là đặt ở cái phần để chân giống như là SH125 hay là 150 ở thế hệ hiện tại. Cái điều này thì nó sẽ giúp chúng ta có thể tiện lợi hơn khi mà đổ xăng. Tất nhiên là chúng ta sẽ phải thêm một công đoạn là mở cốp xe rồi mở nắp bình xăng. Thế nhưng mà nó tiện hơn nhiều so với việc khi mà chúng ta đang treo đồ ở phía đằng trước rồi phải nhấc đồ ra, mở nắp bình xăng rồi lúc đấy mới có thể đổ xăng. Với mức giá được niêm yết của hãng là từ 145 triệu cho đến 147 triệu cho từng phiên bản khác nhau thì mình tin chắc đây là một cái mức giá có lẽ là rất lọt tai và thậm chí là gây sốc đối với cả một số người. Tuy nhiên đó chỉ là giá niêm yết mà thôi. Còn giá thực tế như thế nào thì chúng ta có lẽ phải chờ đến lúc đại lý công bố đã. Nhưng mà mình tin là dù giá thực tế có như thế nào đi nữa, nó cũng không thể nào cao được như là một chiếc xe nhập khẩu và bán ở đại lý tư nhân có mức giá hơn 200 triệu, giá biển gần 300 triệu đồng.
Chiếc xe này thì được lắp ráp tại Việt Nam, có lẽ đấy là một lý do lớn, lý do chính để giúp cho cái giá thành của SH350 được hạ nhiệt so với cả trước đây. Vậy thì các bạn nghĩ thế nào về chiếc Honda SH350 thế hệ mới cũng như là về cái mức giá mà Honda đã công bố, thì hãy để lại comment ở phía bên dưới nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video, nếu các bạn thấy hay thì đừng quên là like, share như là subscribe Đường Hai Chiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào.